Xin chào quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay Cẩm Vân xin chia sẻ về chương trình hỗ trợ tài chính của trường đại học FUV. Chương trình hỗ trợ này là gì? Đó là nhằm hỗ trợ cho các sinh viên đã đủ điều kiện xét tuyển vào trường FUV nhưng hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn. Thì nguồn quỹ cho cái chương trình hỗ trợ tài chính này đến từ lòng hảo tâm cũng như đóng góp của các cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Vậy thì cách xét chọn để mà vào chương trình hỗ trợ tài chính này là như thế nào? Đó là ở trường FUV khi các bạn sẽ có hai bộ hồ sơ. Thứ nhất là để xem xét tuyển sinh, thứ hai là xin hỗ trợ tài chính. Và điểm mấu chốt để mà xem xét trong bộ hỗ trợ tài chính này đó là một là hoàn cảnh kinh tế của gia đình, hai là tính trung thực và liêm chính trong bộ hồ sơ. Nếu trong quá trình xét tuyển hay khi đã nhập học mà nền tảng này không được đảm bảo thì các em sẽ không được tiếp tục cùng trường đại học FUV. Khi tính trung thực và liêm chính này đã được đảm bảo rồi thì trường sẽ có nhiều mức hỗ trợ khác nhau tùy vào mức khó khăn của gia đình. Đối với lại các trường hợp đặc biệt gia đình vô cùng khó khăn thì mức hỗ trợ này có thể lên đến 100%.